Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ, cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha. Vậy là chúng ta sắp được trải nghiệm tựa game Thần Thú Go rồi. Một con game đề tài Pokemon màn hình dọc khá là hấp dẫn. Hiện tại thì chúng ta có thể là tải cái bản quốc tế để mà chơi trước nha. Game này thì sắp tới sẽ được A-Game phát hành ở Việt Nam. Bản quốc tế nó tên là Monster Impact anh em ạ. Game này nó ngoài cái việc mà là game kiểu turn based ra, chúng ta có thể là kết hợp thêm cả game idea đánh tay offline nhận quà. Một trong những cái dòng rất là quen thuộc hiện tại. Game sở hữu cái nhân vật rất là đẹp nha anh em. Tạo hình nhân vật rất đẹp và nhìn nó kiểu nó có chiều sâu ấy, được thiết kế kiểu 3D nhìn rất là có chiều sâu em nhé. Thôi không nói nhiều nữa, vào chiến luôn gameplay cho anh em biết. Hiện tại thì giai đoạn đầu chúng ta sẽ có những cái em Pokemon rất là cơ bản thôi, và chiêu thức của nó thì không mãn nhãn bằng những cái em Pokemon cam. Pokemon chúng ta có thể là nâng cấp từ Pokemon xanh lên Pokemon tím này, từ tím lên cam. Nhưng mà khi mà chúng ta quay X10 mà đúng là cam sẵn rồi thì nó sẽ xịn sò hơn so với việc mà anh em nâng cấp từ những cái em Pokemon phẩm thấp. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Game này thì chúng ta sẽ được tặng free VIP 5. Thấy ở trên fanpage đã thông báo là như vậy. Sẽ được free VIP 5 em nhé. Em có thể là truy cập vào fanpage và group tựa game này bản Việt Nam với tên là Thần Thú Go, hoặc là click link trong phần mô tả của video thì mình sẽ để link fanpage, link website và link gọi là group của cái tựa game này để anh em update thông tin. Bản quốc tế này nó có sẵn ở trên set play mà không cần phải fake IP hay là chuyển vùng gì cả. Việt Nam ta có thể là tải được. Em có thể là nên set play tìm cho mình cái tựa game này, hoặc là click link dưới phần mô tả của video cũng sẽ có cái link bản tiếng Anh cho anh em tải về trải nghiệm trước. Rồi, ai này có vẻ khó qua nha. Mình thì vừa kiếm được vé quay X10 và test thử sự gacha xem sao. Game này thì nó cũng sẽ có cái kiểu game gacha rất là quen thuộc em nhá. Sao lại có 6 vé rồi á? Vừa nãy bao nhiêu vé các bạn? À, vừa rồi. Dở rồi. Vừa nãy mình lại đi mình gacha từng em từng cái vé một, bây giờ là hết mất cái vé quay X10 rồi. Thôi, có vé nào thì quay vé đó nha. Cứ skip qua hết rồi, tím này. Hai này, toàn tím rồi anh em ạ. Đấy, lẻo. Tỷ lệ của nó là bao nhiêu ý nhỉ? 200 tham mở cái gì ạ? Đây, tỷ lệ của cam là 0,10%, tỷ lệ cũng khá là cao nhưng mà sao quay không ra nhỉ? Rồi, sau khi mà chúng ta gacha được, chúng ta sẽ bắt đầu đi nâng cấp nha. Đấy, từ tím lên cam và từ xanh lên tím. Hiện tại thì đội hình của mình cũng sở hữu được đội hình gọi là gần như là full cam rồi, nhưng mà toàn là những từ những cái em gọi là phẩm thấp nâng cấp lên thôi. Những cái em cam thì sẽ có được 5 sao nha. Tím 4 sao, xanh 3 sao. Ok. Pokemon thực sự là con game này Pokemon tạo hình rất đẹp. Xịn chưa? Anh em thấy nó đẳng sờ cao chưa? Nhân vật Pokemon được thiết kế 3D rất đẹp. Rất xịn luôn đấy. Ôi. Đỉnh chưa này? Rất nhiều Pokemon trong tựa game này. Những Pokemon chúng ta có thể là nâng cấp lên Mega hay sao rồi này. Thay đổi ngoại hình. Đấy, lên cái sao nhất định thì nó sẽ thay đổi cái ngoại hình nha. Ví dụ như là 5 sao lên 6 sao này, 6 sao lên 6, 5, 11 thì như là 10 sao hay sao ấy. Đấy, rất nhiều. Rất xịn. Tiếp theo này. Đẹp này. Ơi trời ơi, nhất là cái đoạn này nhìn. Đây, cái avatar của nhân vật thì chúng ta có thể thấy là nó tạo kiểu là động rất là đẹp nha. Nó tạo động cực đẹp luôn. Ôi, xịn thế nhở. Đẹp con nhà bà mắt và rất là đáng cái đồng tiền đó anh em. Đây là một cái con game kiểu cho fan Pokemon mà nó lại là những cái con máy nó yếu ấy. Máy con yếu có thể chơi được con game này. Game này nó không kén máy đâu. Kiểu gì nó cũng chiến được. Cái phần quà gì đây? Nhận ổi X10 là chúng ta sẽ nhận được một hai cái vé anh em nhá. Nâng cấp thôi, tạm thời là up level nên đã. Nâng cấp Pokemon thì chúng ta sẽ có gồm nâng cấp level này,
Mỗi Pokemon này nó sẽ sở hữu những cái chiêu thức khác nhau nha. Hình như là tất cả những em Pokemon nó đều sở hữu 5 chiêu. Đều sở hữu 5 chiêu nha. 4, 5. Đấy, nhưng mà chúng ta phải nâng cấp các level lên thì chúng ta mới có thể làm mở được tất cả các cái chiêu. Chứ không phải là những cái game Pokemon khác thì những em Pokemon phẩm thấp ấy thì nó chỉ có 3 chiêu hay 2 chiêu thôi. Nâng cấp max lên thì cũng chỉ có bằng đấy chiêu thôi. Và những em Pokemon xịn thì chúng ta mới có thể là mở được nhiều chiêu. Nhưng mà đây thì những em Pokemon phẩm thấp, phẩm nhỏ, sao thấp các thứ nó vẫn có được nhiều chiêu này. Đấy, những em 1 sao thì không nói nha. Những em 3 sao chúng ta vẫn có thể là nâng cấp này được 5 sao là được full chiêu, gồm 5 chiêu. Đây là phần ép trang bị. Ép trang bị cho Pokemon của chúng ta. Đấy. Chúng ta sẽ có phần tiến hóa này, đây là phần nâng sao của Pokemon đây. Còn lại là những cái phần khác thì chúng ta cần phải lên cái level nhất định thì nó mới cho. Chúng ta cũng có phần ghép những cái món trang bị vào này. Tiến hóa thì vừa nãy mình đã review rồi. Trong đây, à đây, đây mới là cái phần nâng cấp và tiến hóa trang bị anh em nhé. Gacha, shop. Đấy, chủ yếu là hiện tại giai đoạn đầu chúng ta có tập trung đi ải thôi. Tập trung đi ải là chính thôi. Bản quốc tế này mình thấy có khá là nhiều code ấy. Tí mình sẽ để code ở dưới phần mô tả của video nhé. Anh em copy code để mà nhập vào tựa game này. Mình sẽ tổng hợp lại full code cho anh em. Tí nữa mình sẽ chỉ cho anh em cái chỗ để có thể nhập code tựa game. Game nhẹ nhưng mà tạo hình Pokemon rất đẹp. Tiếc là mình chưa roll ra được những em Pokemon xịn, chứ mà roll ra được Pokemon xịn nó xả chiêu thức rất đẹp nha. Rất là mãn nhãn luôn. Còn những em Pokemon, đây là Pikachu này. Pikachu nâng cấp lên 5 sao cam. Xả chiêu cũng được. Max tối đa của nó là x3. Tăng tốc trận đấu. Chúng ta có thể là skip qua. Hay là chúng ta có thể là thoát ra. Ải này thì nó vẫn là ải khó rồi, chúng ta sẽ bỏ qua đi. Đánh đi đánh lại từ nãy đến giờ. Đây là phần idea thành tay offline nhận quà đây. Ok, lên được cái level 19 rồi. Vậy là chúng ta có thêm trong túi của mình. Ui ôi, 48 này còn thiếu đúng 2 mảnh nữa thôi anh em ạ. Thiếu đúng 2 mảnh nữa thôi là nâng cấp lên được rồi. Game nó sẽ cho anh em free VIP. Free VIP 5 ạ. Không biết là nó cho free VIP vào cái thời gian nào nhỉ. Thấy quảng cáo là cho free VIP 5. Đấy, còn lại rất nhiều những hoạt động khác anh em có thể là tham gia khi mà chúng ta lên cái level nhất định. Bot. Lên level cao thì chúng ta mới có thể là mở thêm nhiều tính năng mới. Còn lại bây giờ là tập trung chủ yếu đi ải. Ở phía dưới ở đây nó sẽ xuất hiện cái màn chiến đấu dạng AFK nhận quà. Còn ở phía trên này nó sẽ show cho anh em cái phần ải. Chúng ta cũng có thể là sử dụng cái phần Quick Combat. Nhưng mà chúng ta cần phải có vé gì, cái VIP. VIP tháng hay VIP tuần anh em nhé. Rồi. Đây, phần nhập code đây anh em. Click vào avatar có cùng với tay trái này. Click vào cái phần System Setting này. Chúng ta sẽ có cái phần Rhythm Code này. Anh em nhập code vào đây cho mình nha. Nó sẽ cho trực tiếp. Khi mà anh em nhập code vào thì nó sẽ hiện trực tiếp quà lên. Và chúng ta sẽ không cần phải vào thư nhận quà nữa mà anh em vào tối nhận quà. Hiện tại nó hỗ trợ duy nhất hai ngôn ngữ. À, một ngôn ngữ thôi. Đó là tiếng Anh và tiếng này thì chưa biết là tiếng gì cả. Ở phần này chúng ta sẽ có các cái hoạt động của game. Gồm PVP rồi là PVE rồi những cái hoạt động hàng ngày để mà giúp chúng ta có thể là kiếm vật phẩm nâng cấp Pokemon. Rất nhiều hoạt động ở đây nha, nhưng mà phải đây nó cần đi qua cái ải 10-10 này. Ở đây cũng cần 10-10 nó mới qua được. Thì nó mới mở được cái hoạt động này. Đó, đây là một game kiểu nhàn rỗi, chủ đề Pokemon. Khá là phù hợp cho những anh em nào không có thời gian cày cuốc nhiều. Và đó là video trải nghiệm của mình về tựa game Thần Thú Go bản tiếng Anh. Anh em nào muốn trải nghiệm trước thì có thể là tải bằng link dưới phần mô tả của video nha. Còn bây giờ thì anh em có thể là truy cập vào fanpage group game để mà update thông tin về ngày ra mắt hay là những cái sự kiện để mà kiếm gift code tựa game Thần Thú Go bản Việt Nam. Còn bây giờ thì chúc anh em tải và trải nghiệm game vui vẻ. Hẹn lại anh em vào những video sau. Bye bye.